Mẹ cây lên hà, là cây lên hà.
ngon nữa ở đấy nhá. Đây hỏi mẹ làm gì?
Con tìm xuống dưới nha. Đó đâu? Con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ là cười thật to. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn và mẹ được vui. Mẹ tóc mẹ, ánh mắt mẹ hiền. Con ngồi ra ngoài để mẹ nó. Để mẹ đẩy cái này xuống nào. Ê, xem mẹ có cái gì này. Bờ suối có con run, nhập bờ suối có cá sấu, mà không thương. Cá đốt cái này con mới thương. Mẹ đốt lửa cho con ạ.
Mẹ nhắm mắt rồi con ăn đi. Giỏi chứ. Nơi bà ai ăn của tôi dưới. Ai ăn của tôi dưới. Con thả bả. Như thế á. Con giỏi chứ. Rồi hết luôn. Con ngồi đây để lại cất mát xong mẹ mặc áo cho con nhá. Con giúp mẹ đi nhá.
con. Xong là nó không rơi được không? Rơi là sao được? Bye.
canh cua. Nấu canh cua. Mẹ đang làm việc.
ai cho con. Ừ, mẹ cho con nhé. Rồi.
đâu thế nhỉ? Hello.
con còn đồ bận luôn. Chị bận luôn. Con chị con. Con này nhá, dạ, con trời lạnh lắm. Vâng, con này nhá. Thôi.
đan cái này. Đan kế này ạ? À? Vâng, để đan cái này. Con bảo thế này. Đan kế này ạ? À? Đúng rồi. Chú thích quấn rồi. Dạ. Yeah. Mình quấn cả này luôn. Đúng rồi.
mưa lạnh. Thế có ở nhà không? Có ở nhà không? Dạ có. Ừ, đang làm gì đấy? Ừ, hai mẹ con làm được nhà đẹp đấy. Vâng. Trời mưa lại. Ô, hai mẹ con này là người bác hay vào nhà. Con chào bác. Ấm đấy nhỉ, ngồi ở bếp lửa ấm quá nhỉ. Ừ, em bé đang làm gì? Ăn sáng, sáng xong à? Em bé mấy tuổi rồi? Nghe tin bảo hai mẹ con em ở đây. Vâng. Có mà có, em có thằng cò nó cũng lớn tuổi rồi, em xem nào cho nó đi trường đi học được không? Báo cáo với bác là em cũng muốn cho con đi học lắm nhưng mà hai mẹ con mới chuyển xuống đây thì hoàn cảnh cũng không cho phép, với cả phương tiện các thứ em cũng không có xe có gì nên là cũng chưa cho con theo học các bạn được ạ. Ừ. Con cũng lớn rồi, cho con đi trường đi học thì tốt hơn. Con đi học nhá, bác đón con đi học nhá. Đi học chữ với các bạn nhá. Ở con nhà. Đón con nhá. Ở con nhà buồn lắm. Ở nhà không biết chữ đâu. Đi học với các bạn nhỉ. Sao thế? Ở nhà với mẹ quen rồi, hư rồi. Thôi cho cô đón đi lớp học với các bạn nhỉ. Em cũng muốn cho con đi học mà, nhưng mà bây giờ các anh các chị cũng thấy điều kiện hoàn cảnh của hai mẹ con thì nó còn nhiều cái hạn chế lắm. Ừ, nhưng mà cho cháu đi học được thì cháu đủ tuổi cho cháu đi học nhận thức của các bạn. Nhận thức cùng các bạn, chơi đùa cùng các bạn thì nó sẽ tốt hơn cho cháu phát triển sau này. À. Con đi học nhá. Chắc cô đón con đi học, xong tối cô lại đưa con về với mẹ nhá. Thế con đi học theo cô nhá. Không đi nhá. Bác với cô đưa con đi học với các bạn nhé. Cô bé, cho cô bé đi. Cô bé con nhắc cho thì không còn gì bằng rồi. Con đi học để đi chữ mà nhớ đi học với các bạn nhiều bạn lắm. Cô bé con một chú nhá. Con nhắc, con bé con một chú nhá. Cô yêu mà, cô yêu con mà. Giỏi quá nhỉ. Khóc đâu. Yêu mà, con ngoan mà. Nếu rồi. Đây là cô đưa con đi áo, con áo con bẩn thế. Con áo mới cho nhỉ. Bye 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 mẹ. Bye bye mẹ. Con đi học nhá, đi học với cô giỏi nhá. Chiều cô đưa con về nhá. Chào mẹ nhé. Chào bác, chào cô nhá. Tối thì chiều tối anh sẽ bố trí các cô đưa cháu về nhé, yên tâm cho con đi học nhé. Trời mưa trơn quá nhỉ, trơn này lại ngã bịch xuống nhỉ, con trơn quá. Lớn trướng này còn chưa đi học à? Nhanh nào, xong con đi vào lớp với các bạn nào. Lớn trướng người với nặng trịch như này đi học à? Muộn rồi. Muộn rồi.
con đi học. Xuống về là quẩn hết quần áo đấy. Đấy, hôm nay đi học thì về là có quà luôn nhỉ. Thích nhá, ngày mai lại đi nhá. Nhiều bạn lắm luôn. Ờ, mai đi học về rồi à? Về rồi. Mai đi học về rồi à? Đi học ngoan lắm. Mẹ chào con, mẹ chào bác nha. Chào nha. Đi học ngoan lắm. Có các bạn chơi thích lắm nhá, ngoan nữa nhỉ. À, bác mua một chơi cho con á. Con đi học giỏi đúng không? Bye bye bác ạ. Con chào bác. Nhá, mai bác lại đón đi học nhá. Ừ, ngoan nhá. Chào mẹ con nhá. Con đi về đây. Cảm ơn bác nhá. Ừ. Mai cho lại cho cháu đi học nhá. Con đi học vui lắm. Con giáo dạy con ha. Thế à, con có nhiều bạn không? Có. Thế à, ngày mai con lại đi học nhá. Ừ. Cho mẹ cô giáo cho sữa con. Thế à, bây giờ mẹ cháu cho con uống nhá. Giỏi con đi thôi nhá. Đây Giai ơi, đây con đi học con nhớ mẹ không? Có. Giỏi. Con đi học về nhớ mẹ lắm. À, con đi học con nhớ mẹ lắm á. Ừ. Sẽ đi học chơi với các bạn vui, thế mai mình lại đi học tiếp nhỉ? Ừ. Giỏi quá. Mẹ nhớ con lắm. Ừ. Kiếm xuống này á.
xanh xanh. Đúng rồi. Lá không xanh, chim nhỏ chìm chìm ha li lo, li lo li lo, li lo li lo. Giỏi quá. Ơi, sao mẹ con ngủ muộn thế? Hả? Sao vậy, yêu của mình hôm nay ngủ muộn thế? Hát cho mẹ nghe đi. Nó. Cái xanh của bố nó. Mình trồng xuống chú. Để mình còn trồng xuống cơ. Ừ, đúng rồi. Thôi thôi mẹ đi. Ôi tay bình, tay bình. Mẹ ơi, mẹ mua các bạn chim ở đâu đấy? À, nó đẹp chưa? Biu. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Làm gì? Ơi. Cho lần lần buồn thiêu. Cây. Con thành ra. Chân con bị đứt tay rồi đấy. Vâng.
không được cầm nó đau bụng đấy. Nhưng mà ăn còn béo. Nhưng mà không vứt nó ra đi nhá. Vâng ạ. Nhưng mà không được vứt đâu. Nó có... Liêu la la liêu la, bà ơi bà, thương bà chắc. Cô mẹ là người thật to, con biết mẹ yêu con lắm, thôi xin con thương mẹ nhiều.
lần mà con. Gì đấy? Xấu thế. Cười thật to, mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm. Mỗi khi con buồn, con mẹ được vui. Cháu đi mau nào, cô thương cháu, vì mẹ không khóc mẹ. Con ngồi lên kia để mẹ lấy cái này nhá. Con đứng đây xem mẹ ăn nhá. Nhìn mặt em nha. Thành tay mẹ nào. Xin nhân cho mẹ xem á. Giỏi quá nha. Mẹ không có xin nhân để mà tập thể dục đâu. Ừ. Mẹ có con rồi mà. Nhưng mà mẹ sẽ phải giúp cho con.